Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 2.164,49 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 103,48 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 70.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,286% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm nhẹ, đứng ở mức 81,13 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù tăng nhẹ nhưng giá vàng trên thị trường thế giới vẫn quay đầu giảm khoảng 10 đô la Mỹ trên một ounce so với cùng thời điểm hôm qua, hiện tại đứng quanh vùng giá 2.164 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường kim loại quý đang gặp một chút áp lực chốt lời khi một dữ liệu kinh tế quan trọng khác của Mỹ cũng đang cho thấy lạm phát ấm hơn so với dự kiến. Cụ thể, báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 2 đạt mức tăng là 0,6%, cao gấp đôi dự báo là 0,3% so với tháng trước và theo mức tăng 0,3% trong báo cáo tháng 1. Báo cáo này được tiếp theo ngay sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của nền kinh tế lớn nhất thế giới vào hôm thứ Ba, cũng cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia. Chỉ số giá sản xuất là tiền thân của chi phí bán lẻ nên sẽ ảnh hưởng đến áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng. Do đó mà thị trường đang hiểu rằng lạm phát trong tương lai vẫn còn áp lực rất lớn. Điều này có thể ngăn cản cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất sớm như dự đoán gần đây. Mối lo ngại lạm phát trở lại và nguy cơ Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất cũng khiến lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng bạc xanh cùng mạnh lên. Hai yếu tố này có tương quan nghịch đảo với giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng trong nước mấy ngày gần đây liên tục nhảy múa theo giá vàng trên thị trường thế giới, mỗi ngày biến động từ 1 đến gần 3 triệu đồng trên một lượng. Ví dụ, trong chiều ngày 13 tháng 3, giá vàng giảm tới 2,7 triệu đồng trên một lượng tại chợ bán ra so với phiên sáng và mất ngưỡng 80 triệu đồng trên lượng. Nhưng chỉ đến hôm sau là ngày 14 tháng 3, giá vàng lại tăng vọt lên gần 2 triệu đồng trên lượng, về lại ngưỡng 81,5 triệu đồng trên một lượng. Diễn biến bất thường này khiến các nhà đầu tư đau đầu trở tay không kịp và không biết nên tính toán như thế nào để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Theo chị Thu Giang ở Long Biên, Hà Nội cho biết, trong ngày 13 tháng 3, khi nghe giá vàng liên tục lao dốc, chị vô cùng sốt ruột vì vừa chót đu đỉnh, ôm vài lượng vàng để lướt sóng. Tính toán một hồi, chị Giang quyết định mang vàng đi bán vì lo sợ vàng sẽ đảo chiều sau đợt tăng dồn dập thời gian qua. Nhưng khi chị vừa bán hôm trước thì hôm sau giá vàng lại tăng mạnh. Hôm trước tôi chỉ bán được 77,5 triệu đồng trên một lượng, trong khi nếu bán hôm sau thì được giá 79,5 triệu đồng trên lượng. Với 5 lượng vàng tôi đã thiệt cả chục triệu đồng, thậm chí có thể nói là tôi đã bị lỗ kép hai lần vì tôi đã phải bán với giá thấp dù trước đó mua ở giá cao, theo chị Giang nói. Tương tự như vậy, anh Lê Văn Long ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng tiếc đứt ruột khi đưa ra quyết định bán vàng hơi vội. Anh Long đầu tư vàng từ giai đoạn giá vàng chỉ 78 triệu đồng trên lượng. Đến đầu tháng 3 năm 2024, khi giá đạt ngưỡng 79,5 triệu đồng trên lượng mua vào, 81,5 triệu đồng trên lượng bán ra, thấy cơ hội chốt lời đã chín muồi, anh Long quyết định tất tay số vàng hơn 30 lượng đã đầu tư, tính ra anh lãi 1,5 triệu đồng trên một lượng. Tuy nhiên, điều khiến anh Long bất ngờ là chỉ sau đó vài ngày, giá vàng đã tăng lên ngưỡng 80,5 triệu đồng trên lượng mua vào, 82,5 triệu đồng trên lượng bán ra. Như vậy, chỉ vì bán sớm anh Long đã thiệt hại khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Nếu đợi thêm vài ngày, mỗi lượng vàng tôi sẽ lãi 2,5 triệu đồng trên lượng so với lúc mua. Tuy nhiên, tôi không phải tiếc lâu vì sau đó giá lại giảm nhanh, chỉ còn cao hơn giá tôi bán trước đó một chút. Đúng là giá vàng đang biến động quá nhanh, không dự báo trước được, anh Long nhận xét. May mắn hơn là anh Trần Văn Lộc ở Hoàn Kiếm, Hà Nội kể, do có quá nhiều nhận định giá vàng còn tăng mạnh và thực tế giá liên tục phá đỉnh cũ và lập đỉnh mới nên anh quyết định xuống tiền đầu tư dù giá kim loại quý đang ở mức cao. Và hồi cuối tháng 2 năm 2024, anh Lộc đã xuống tiền mua 5 lượng vàng với giá 79,15 triệu đồng trên lượng. Đến ngày 12 tháng 3, khi giá leo lên mức 80,5 triệu đồng trên lượng mua vào, 82,5 triệu đồng trên lượng bán ra, anh Lộc đã định bán chốt lời. Ngay đầu giờ chiều hôm đó, giá vàng lại bắt đầu giảm nên anh đành gác ý định này lại. Sang hôm sau ngày 13 tháng 3, giá vàng bất ngờ tiếp tục lao dốc giảm tới gần 3 triệu đồng trên lượng, về ngưỡng giá 77,5 triệu đồng trên lượng mua vào, 79,9 triệu đồng trên một lượng bán ra. Nếu bán ở mức này, anh Lộc lỗ 1,65 triệu đồng trên lượng so với lúc mua. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, giá vàng lại hồi phục. Cụ thể, trong ngày hôm qua 14 tháng 3, giá vàng lại tăng thêm 1,5 triệu đồng trên lượng. Tuy nhiên, với mức tăng này, tiền lãi chưa nhiều nên anh vẫn quyết định ôm vàng chờ thêm.
Cũng may là tôi chậm một nhịp nên chưa kịp xả hàng khi giá lao dốc, vì thế chưa bị lỗ nặng. Nhưng đúng là giờ vừa giữ vàng vừa lo, giá biến động quá nhanh khiến tôi không tính toán kịp, theo anh Lộc nói. Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nêu quan điểm, nhà đầu tư không nên chờ giá lên đỉnh mới chốt lời, bởi lẽ giá vàng tăng nhưng cũng không biết đâu là đỉnh và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu đến điểm thấy có lợi nhuận hợp lý, nhà đầu tư nên bán chốt lời. Ngoài ra, việc mua vàng ở thời điểm này cũng rất rủi ro vì rất khó để đoán định được mức tăng của vàng do giá biến động nhanh chóng và dữ dội. Với bảng giá vàng trong nước, giá vàng miếng SJC trong nước đến thời điểm chiều nay điều chỉnh tăng giảm đan xen với xu hướng giảm là chủ yếu. Mặt hàng vàng nhân bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh giảm nhẹ. Chi tiết của bảng giá này sẽ được kênh cập nhật ở cuối bản tin. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay điều chỉnh tăng, tăng 40 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 24.540 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.910 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do điều chỉnh tăng mạnh, tăng 120 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 25.480 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.560 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường và trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên đầu giờ chiều nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.960.000, bán ra 8.160.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra vẫn duy trì ở mức cao, ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.960.000, bán ra 8.162.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.930.000, bán ra 8.130.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.930.000, bán ra 8.130.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 7.950.000, bán ra 8.130.000, tăng 10.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.955.000, bán ra 8.125.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 25.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.010.000, bán ra 8.110.000, giảm 40.000 ở chiều mua, 30.000 ở chiều bán ra. Theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.950.000, bán ra 8.120.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.930.000, bán ra 8.130.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.960.000, bán ra 8.162.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại được đảo chiều tăng trở lại, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.000.000 đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.960.000, bán ra 8.162.000. SJC Huế mua vào 7.957.000, bán ra 8.162.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.960.000, bán ra 8.162.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.960.000, bán ra 8.162.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.958.000, bán ra 8.162.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì xuống giảm nhẹ trong khoảng từ 41 đến 100.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 4.100 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.770.000, bán ra 6.895.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.770.000, bán ra 6.905.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.760.000, bán ra 6.845.000. Vàng 24K mua vào 6.627.000, bán ra 6.777.000. Vàng 18K mua vào 4.949.3000, bán ra 5.149.3000. Vàng 14K mua vào 3.806.000, bán ra 4.006.000. Vàng 10K mua vào 2.669.7000, bán ra 2.869.7000. Vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường và thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.